thế giới ghi nhận hơn 6 triệu ca tử vong vì Covid-19. Tính đến sáng nay ngày 11 tháng 3 năm 2022 giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận có tổng cộng 452.921.035 ca nhiễm Covid-19, trong đó có 6.049.774 ca tử vong. Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận thêm 1.543.319 ca nhiễm mới và 5.994 ca tử vong vì dịch bệnh. Châu Âu là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch bệnh với 163.128.292 ca nhiễm, trong đó có 1.733.961 ca tử vong. Tiếp đến là châu Á với 123.517.563 ca nhiễm và 1.367.454 ca tử vong. Bắc Mỹ ghi nhận 95.574.396 ca nhiễm và có 1.422.626 ca tử vong. Nam Mỹ có 55.049.765 ca nhiễm và 1.266.111 ca tử vong. Châu Phi có 11.611.011 ca nhiễm bệnh và 251.457 ca tử vong. Châu Đại Dương ghi nhận 4.039.285 ca lây nhiễm và 8.150 ca tử vong. Hết ngày 10 tháng 3, châu Âu ghi nhận 788.622 ca nhiễm mới, trong đó có 1.895 ca tử vong. Pháp, Anh, Nga là các quốc gia dẫn đầu khu vực về số ca nhiễm Covid-19. Hiện Pháp ghi nhận 23.308.880 ca nhiễm bệnh và 139.880 ca tử vong. Tại Anh có 19.373.884 ca nhiễm và 162.482 ca tử vong. Nga ghi nhận 17.191.300 ca lây nhiễm, trong đó có 358.911 ca tử vong vì Covid-19. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.